Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Golden Bay, Đà Nẵng. Thì đây là cái lần đầu tiên mà mình đến thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn cùng tham quan và trải nghiệm cái cuộc hành trình này với mình nha. Bây giờ thì mình đang đợi làm thủ tục check-in. Một lát nữa thì mình sẽ dắt mọi người lên xem phòng ha. Cửa phòng xem là cái phòng mình nó có cái gì trước ha. Thì ở đây sẽ là một cái ngăn để mà ở dưới đây giống như là các bạn để giày hoặc là các bạn để vali cũng được. Thì khi mà trước khi mình ra ngoài thì đây là cái nơi để mà mình ngồi xuống mình xỏ giày vô cho. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái không gian tiếp theo ha. Cái này là tủ quần áo đó. Khi mà các bạn mở ra thì đèn tự động nó sẽ sáng lên như thế này. Ở trong đây thì cũng sẽ có móc, có dù. Thời tiết của Đà Nẵng thì nó cũng khá là nóng cho nên là khi mà đi đâu thì các bạn có thể tận dụng cái dùng này luôn. Có bàn là, có cái bàn để cho các bạn gửi đồ. Đây là dép của khách sạn ha. Ở một cái góc bên đây thì túi này thì nó sẽ đựng máy sấy tóc. Cái này là đèn pin. Đèn pin nha. Gắn như đây. Rồi, ở đây thì sẽ có một cái két sắt để cho mọi người có thể đựng những cái gì mà nó cần được giữ ha. Tiền bạc chẳng hạn, trang sức. Rồi, ở đây sẽ làm mấy cái ngăn tủ. Rồi, đơn giản vậy thôi. Mình sẽ vào tham quan phòng tắm nha. Đây là các bạn thấy là có cái gương nè. Hả? Thấy là tất cả các cái nội thất của căn phòng đều được mã vàng hết, tất tần tật luôn. Đó, và đây là bồn rửa tay, bồn rửa tay cũng mã vàng luôn. Đó, tại đây thì sẽ có một cái gương kiểu gương mini mình có thể kéo ra chẳng hạn. Những cái này thì mình thấy đều đồng bộ hết. Đó. Thì cái không gian này sẽ là cái giường đơn nha các bạn. Thì nếu như mà trong phòng mình muốn ngủ thoải mái là giường đơn, hoặc là mình có thể là giường đôi cũng được. Mỗi giường thì sẽ có hai cái gói như thế này, chăn và khăn. Ở đây thì sẽ có những cái đèn và những mình thấy là những cái chi tiết như thế này nè, người ta đều giống như là mạ vàng hết luôn để mà cho nó đồng bộ với lại cái tông màu của sàn ấy. Ở đây thì có điện thoại và một cái thư đó. Rồi ở đây thì sẽ có một cái salon như thế này, các bạn có thể nằm giải trí hoặc là đọc sách cũng được. Vị trí này thì sẽ có một cái TV để cho các bạn giải trí ha. Thì ở đây mình thấy là sẽ có những cái cuốn tạp chí, cuốn tạp chí của khách sạn, những cái remote control. Và ở đây thì sẽ có một cái chiếc gương rất là lớn. Đây là menu. Một cái là đồ ăn, một cái là đồ uống. Ở đây thì sẽ có giá niêm yết luôn. Nếu như mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể gọi cho.
mình thấy có rất là nhiều món ở đây. Đến với lại cái view cũng là cái hướng đẹp nhất của căn phòng này nha. Mình sẽ có hai lớp màn nha, một lớp loại rèm mỏng như thế này và một cái lớp màn màu nâu. Rồi mình sẽ mở cửa ra. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha. View rất là đẹp các bạn. Mình thấy đây là một cái không gian rất là đẹp. Bởi vì mỗi phòng khi mà thuê á, thì sẽ đều có cái view ban công như thế này để mà mình nhìn ra. Cái đó thì các bạn có thể yêu cầu khi mà các bạn book phòng. Thì đây sẽ là cái nơi để mà các bạn có thể nhìn ngắm được gần như là bao quát thành phố Đà Nẵng. Tuy là nó sẽ cách các cái bãi tắm cũng như là trung tâm nó hơi xa một chút so với các cái khách sạn khác, nhưng mà mình nghĩ đây là một cái vị trí có cái tầm nhìn bao quát nhất để mà có thể nhìn ngắm thành phố. Khi mà các bạn vào check-in á, thì người ta sẽ đưa cho bạn một cái thẻ phòng như thế này. Thì ở trên đây thì sẽ có ghi số phòng luôn. Thì khi mà các bạn sử dụng hồ bơi vô cực, các bạn sử dụng buffet thì các bạn phải mang theo cái thẻ này. Và đặc biệt là khi mà sử dụng thang máy á, thì các bạn cũng phải mang theo cái thẻ này luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dắt mọi người ra bên ngoài để mà ngắm cái view ban đêm ha. Mình thấy là với cái loại hình dịch vụ như thế này thì sẽ rất là phù hợp với những ai mà có nhu cầu nghỉ dưỡng để có thể lấy lại năng lượng sau những cái giờ làm việc mệt mỏi.
Xin chào tất cả mọi người, hiện tại đang là tầm khoảng 6 giờ sáng. Và một lát nữa thì mình sẽ lên hồ bơi Vô Cực để check in và đi ăn sáng các bạn nha. Đây chính là hồ bơi Vô Cực của khách sạn các bạn nha. Thì từ đây thì mình có thể ngắm nhìn ra toàn bộ view của sông Hàn luôn. Tại cái hồ bơi này thì các bạn có thể ngắm nhìn ra view sông Hàn và đặc biệt là ngắm được cầu Thuận Phước nha. Nếu như mà các bạn lên đây vào ban đêm á, thì ngắm cảnh sẽ rất là đẹp. Đây, phía bên đây là khu vực trung tâm thành phố. Tại đây mình có thể nhìn ngắm được cầu Rồng, cầu sông Hàn luôn. Bây giờ mình sẽ đi lên ha. Và mình sẽ xuống tầng dưới mình đi ăn sáng. Tại đây thì có cái quầy bánh ngọt nè các bạn. Mình thấy cũng khá là đa dạng để mà cho tất cả các bạn lựa chọn ha. Đây là khu vực quầy rau ha. Các bạn có thể lấy những cái loại rau này để mà trộn salad. Ở đây còn có cả kim chi nữa. Đây là các cái món salad trộn sẵn các bạn nha. Đây là thịt nguội, dăm bông. Ở đây thì sẽ có cái khu vực quầy trái cây tráng miệng nha.
Ngoài các cái loại trái cây theo mùa ra thì mình còn có sữa chua nữa. Rồi các cái loại hạt, ngũ cốc với lại sữa để mà các bạn có thể ăn sáng. Về món mặn ở đây thì mình thấy cũng khá là đa dạng. Có các món mì, món cơm, rau xào các kiểu. Ngoài ra thì ở khu vực quầy nước thì người ta sẽ có phở, bún, cháo và súp nữa. Ở đây thì mình chọn một cái bàn có cái view nhìn ra ngoài cầu Thuận Phước, khá là sáng và đẹp ha. Các cái món ăn ở đây thì mình thấy nhìn chung là khá là đa dạng nha. Từ món Âu cho tới món Á. Ở đây còn có cả cá hồi xông khói nữa. Chính vì cái sự đa dạng trong các món ăn như thế thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với lại rất là nhiều người. Từ đồ khô cho đến đồ nước các kiểu luôn. Về vị của các cái món ăn ở trong đây thì nhìn chung là khá là vừa ăn. Người ta không nêm quá đậm nhưng mà cũng không quá nhạt. Và mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp với lại nhiều người. Đó, như hồi nãy mình có nói thì ở đây người ta còn có phở cho các bạn ăn sáng nữa. Thì ở đây mình có gọi một tô phở nè. Cảm quan người ta nấu thì giống như là cho đại chúng á các bạn. Có nghĩa là cái vị thì nó ở mức vừa phải. Nó không quá đặc sắc theo cái kiểu mà đặc trưng vùng miền. Và nó phù hợp cũng như là dễ ăn đối với tất cả mọi người. Ở đây thì mình lấy một vài mẫu bánh, bánh mì với lại mứt và trái cây. Thì đây là lần đầu tiên mà mình đến với Đà Nẵng và ở trong một cái khách sạn cao cấp. Nhìn chung thì phòng ốc rất là đẹp, sạch sẽ và thoáng. Rồi có cả thêm hồ bơi vô cực. Để mà mình có thể ngắm cảnh toàn thành phố Đà Nẵng luôn. Tuy là khách sạn nằm hơi xa trung tâm một chút, nhưng mà mình nghĩ đây là một cái loại hình dịch vụ rất là đáng để mà các bạn có thể trải nghiệm. Về chi tiết đặt phòng thì các bạn có thể vào trang web Golden Bay, hoặc là các bạn có thể liên hệ qua các cái công ty du lịch. Nếu bạn thấy video này hay, hữu ích, đừng quên like, share và subscribe cho kênh của mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều.